Chào mọi người nhé Chào các anh chị, các cô, các bác Lại là em rảnh thì ngồi làm đây Hôm nay đúng là một ngày rảnh rộn Nên là mình dọn dẹp lại cái góc bếp nhà mình một tí Thì góc bếp này thì có cái gì mà chia sẻ Thì rất nhiều các anh chị em xem ở trên các hội nhóm yêu bếp ấy Thì hay dọn dẹp nhưng mà những cái đường chỉ do này này những cái đường keo silicon này là để Họ ấy bắn vào đây với cái mặt đá với mặt tường để cho nó nước nó không bị nhỏ xuống khe, thì nó hay bị rất hay bị bẩn này, bị mốc này, mốc đen nên trông rất là kinh khủng mà mình sử dụng uh, chắc các chất tẩy rửa thường nó sẽ không trôi được bởi vì nó là cái mốc của cao su mà. Đây các bác cứ kiểm tra lại cái bồn rửa bát với lại các cái cái cái, cái, cái silicon của nhà các bác xem nó có bị uh, mốc đen không thì hôm nay em vừa mới thay hết toàn bộ cái silicon của nhà em đấy thì nó có một chút tự làm thôi chứ không phải là thuê thợ gì bởi vì cái hạng mục này thuê thợ người ta vào người ta không làm bởi vì nó ít tiền quá chẳng bỏ là bao nhiêu chính vì chỗ em không gọi được thợ làm nên em buộc phải lên mạng tìm hiểu và tự làm thì hôm nay có chút chia sẻ cho các bác cũng không dám là, là dạy bởi vì em cũng lên em xem được nhiều video các bác chia sẻ dưới toàn comment chửi thôi, bảo là không biết làm mà cũng lên video để dạy. Thì hôm nay em không dám dạy, em chỉ chia sẻ cách em đã làm, nói chung là nó cũng không được đẹp như là thợ chuyên nghiệp đâu, nhưng mà nó cũng ổn đấy, như các bác xem đây là Cái đường chỉ này đấy, nó cũng chưa được thẳng, nó chưa được hoàn hảo lắm đâu nhưng mà thôi, nó cũng hơn là cái đường chỉ bẩn mốc lúc đầu của nhà em. Đây đây em cho các bác xem cái đường chỉ bẩn mốc lúc đầu này em nó như thế này đấy nhìn rất là bẩn rất là mất mỹ quan mất thẩm mỹ đấy dụng cụ thì để làm cái này thì mình có cái gì thì chi phí nó chỉ hết tầm bảy 7... nếu mà nhà bác nào có sẵn đồ rồi thì 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 nó chỉ mất tầm 50.000 cái lọ silicon này thôi Còn chưa có đồ thì các bác phải mua thêm một cái súng bắn keo Súng bắn keo đó tùy loại từ 30 đến 50.000 Đấy với lại một cái Cái miếng nhựa này Miếng nhựa này thì em cũng mua hết khoảng 30.000 Còn các bác nào không có miếng nhựa thì dùng tay miết được Hoặc là dùng bất kỳ cái gì các bác chế ra Đấy dụng cụ này Dụng cụ thì gồm có một cái lưỡi Lưỡi dao sắc để mình uh, Nạo bỏ cắt hết cái đường ron silicon cũ đi đấy à, giấy ăn giấy ăn thì cần rất nhiều các bác nào mà không muốn dùng giấy ăn thì phải có rất nhiều rẻ nhá bởi vì khi silicon nó dây ra phải lau ngay lập tức nên em dùng giấy ăn này rất nhiều giấy ăn <laughs> em bỏ hết đấy à, một cuộn băng dính này đấy rồi chúng ta keo cái thứ đây với lại một bát um, nước uh, rửa bát nhá nước rửa bát uh, hàng ngày nhà mình ấy thì cái này để làm gì lát em nói sau đấy băng dính này thì để mình 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 căn để cho nó thẳng này này dán các bác dán đấy băng dính này để mình dán hai đường đường trên đường dưới đây ví dụ như cái đường này